Phe thì vợ chồng tụi em cũng thực sự là cũng là một cái phải bàn tán tới. Em cũng hỏi vợ chứ bây giờ là đã là vợ chồng với nhau mà cũng đã 4-5 năm nay rồi thì cái chuyện đó thì em phải biết rõ ràng này nọ. Từ việc chơi game xong tới chơi tới 11-12 giờ xong hai vợ chồng đi ngủ, em nhiều nhiều hôm em cũng muốn lắm chứ bộ, chuyện tâm lý phòng the, nhưng mà cuối cùng toàn gạt 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 ra Làm mất cảm rồi xúc, ghiền rồi xong rồi ngủ mất luôn. luôn cảm xúc luôn. Coi Dạ như ngủ luôn, không có là 2-3 năm nay là tụi ổng khều móc em cái gì cũng sợ. Em ngủ mê lắm, ổng khều là em quýnh ổng luôn. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em là Nguyễn Đình Linh, năm nay thì em 28 tuổi và hiện tại thì em đang làm bên xây dựng mảng trang trí nội ngoại thất. Hiện giờ em đang ở Vũng Tàu và làm việc ở Vũng Tàu luôn. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận với lại tất cả các khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Kim, em làm nhân viên kế toán kho ở nhà hàng hải sản ở Vũng Tàu. Hai em lần đầu tiên là gặp nhau là ở đâu? Dạ lần đầu tiên á là tụi em gặp nhau á là ở trên nhà bạn của em, nhà bạn thân á. Là hôm đó là lên nhà chơi thì trước đó thì có nghe tới con nhỏ bạn thì hay nhắc tới ông anh, có ông anh học giỏi rồi này nọ rồi ngoan ngoãn hiếu thảo đồ lắm. Cái bữa đó lên thì mới gặp lần đầu thì nghe kể thấy tính tốt vậy thôi, nhưng mà mới gặp lần đầu ổng xấu lắm, mặt thì mụn không à. Thật ra thì em thấy hồi đó em cũng không có ưa gì vợ em đó. Mới đầu gặp nhau thì em cũng thấy ấn tượng đầu tiên là thấy chảnh quá, phụ nữ gì đâu mà tới nhà bạn chơi mà gặp mình không, mình là người lớn thì mình là anh của bạn thì có thể chào một tiếng. Có nghĩa là cái ấn tượng của hai bạn đầu tiên gặp nhau không ai ưa ai hết. Dạ không có ai ưa ai hết. Đương nhiên rồi. Vậy thì làm sao mà hai em lại thích nhau? Em á, em quen á không phải là tại vì em thích ổng đâu. Ổng xấu lắm, ổng không có cái gì để cho em thích, tất cả những cái người em ghét nhất là ổng có hết. Nhưng mà em nghe là tại vì chơi một đám anh em bạn bè chung á thì là có một đứa em nó kêu là anh Linh á ảnh không có thích chị đâu, con gái ảnh nói là con gái giống như kiểu người giống như chị á là ảnh không bao giờ ảnh yêu được đâu. Đó thế là em tức, em nghĩ trong bụng là em sẽ làm cho người đó yêu em cho bằng được. Wow. Yêu xong là em bỏ. Nghĩa là cua xong rồi chứ, có nghĩa là đạt được mục đích xong rồi. Dạ, đá xong rồi đá. Bây giờ em mới biết, bây giờ em mới biết bà nói là bữa nay mới biết luôn. Dạ là đúng rồi, hôm nay em mới được biết. Mà xong cuối cùng sao không đá? Dạ tại vì lúc mà quen nhau cũng được gần 1 năm, lúc đó em chia tay rồi, em nói là em không có yêu anh nữa. Em biết là anh thương em rồi nhưng mà anh không bao giờ thừa nhận là anh yêu em đâu. Tới khi em nói em chia tay á là 3 ngày sau anh nhắn tin cho em. Anh nói em ơi anh nhớ em quá, em cho anh gặp được không? Thế là hôm đó anh gặp em là hai đứa hẹn nhau ra ngoài biển. Thế anh mới nói, anh khóc. Anh mới nói là anh nhớ em lắm, anh không ngày nào mà anh không nghĩ tới em hết. Đó rồi anh mới bảo là anh yêu em lắm, anh thừa nhận là anh rất là yêu em mà anh không có biết. Thì em nghe ảnh nói như vậy á, thì lúc đó em cũng mũi lòng. Tại thật ra là trong cái khoảng thời gian 1 năm á là ảnh rất là tốt. Ảnh thì mất mẹ sớm á, là khi mà mình gần gũi mình chia sẻ thì là em thấy thương hoàn cảnh của ảnh. Cho nên em nghĩ thôi kệ, bây giờ ảnh thừa nhận ảnh yêu em rồi thì em chấp nhận cho ảnh cơ hội. Vậy là tụi em yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ từ lúc chính thức yêu tới khi cưới là được hơn 1 năm. Hơn 1 năm, có nhiều kỷ niệm vui buồn hờn giận không? Tụi em hai thì đứa là hai vùng miền khác nhau chắc cũng có nhiều những cái thật mà ra chưa hiểu nhau nhiều. Dạ đúng rồi chị. Tụi em cãi là nhau là nhiều hơn là yêu là nhau chứ. Cãi nhau mà. Tụi em thường cãi nhau là về vấn đề gì? Là chủ yếu là về vấn đề ăn mặc của vợ. Ông hồi xưa ông mặc mặc lố lắm. Ông mặc cái áo sơ mi mà mang mặc quần jean á, mà áo sơ mi bỏ ngoài mà mang đôi dép lào á, rồi mà người ốm nhom ốm nhách là mà mặc đồ như ông già vậy á. Còn vợ mặc sao? Dạ lúc đó thì em nghĩ rằng bạn gái mình chẳng hạn như là đi mặc đồ đầm váy này nọ hoặc là sơn móng tay thì em không có anh thích. Lúa lắm nhưng mà em không có sơn móng tay. Em rất là không thích vấn đề đó, em rất là dị ứng. Tức là em không thích vợ em mặc đầm. Dạ đúng rồi. Rồi không thích mặc đồ hở. Không thích mặc không đồ hở. Không có thích mặc đồ mô đen, chỉ thích em mặc áo sơ mi trắng với quần jean thôi. Dạ. Nhưng mà em không có mặc vậy. Là coi như hai đứa lại gây lộn về vấn đề đó. Dạ đúng rồi. Đó là có phải là cái khó khăn nhất của hai đứa em trước khi mà đám cưới không? Trước khi đám cưới thì thật ra chuyện khó khăn nhất là chuyện gia đình. Tại vì tụi em quen nhau á, quen biết nhau vậy 4 năm nhưng mà cả hai bên gia đình đều không có thích. Tụi em quen là quen lén, bên em thì không thích người Bắc. Với lại em lúc đó là em còn đang đi học á, với
với là cũng có nhiều người thích em, với mẹ cũng có người là tính là cho em tới rồi, cho nên là không có ưng đâu. Em cũng yêu vợ thiệt lòng, tại vì em thấy gia đình ăn cấm quá. Thì bây giờ em hỏi vợ, bây giờ em có yêu anh không? Thì cũng là hôm đó cũng là một lời cầu hôn của em luôn. Thì vợ cũng có đồng ý. Thì em cũng, trước tiên là em cũng có nói với vợ là anh với em có con đi. Là anh nghĩ là nếu mà ba mẹ em mà hai bên mà không đồng ý này, thì chắc anh dẫn em cao chạy xa bay luôn. Cuối cùng có đạt được mục đích không? Dạ, thì vợ em sau 2 ngày thì vợ em nhắn tin là em cũng muốn là chúng ta đến với nhau như vậy. Thế là chồng mới là qua nhà mẹ em xin phép. Thì cũng nói là đám cưới là chồng em lo hết. Thì là đúng thật là đám cưới của em là chồng một mình chồng em lo hết. Thế nên mẹ em cũng đồng ý, cũng ưng, thấy là cũng có trách nhiệm. Mà may sao á là khi cưới về cái là lần đầu tiên là dính luôn. Vậy đó hả? Tụi em cưới bao lâu? Em được 4 năm. 8 tháng. Dạ đúng. Chính vậy là hai vợ chồng em cưới nhau về chắc là đã hòa hợp với nhau và hiểu nhau hết. Không có tật xấu gì lòi ra đúng không? Có chứ. Em cũng muốn vỡ mộng quá trời luôn. Ngay từ đầu về em hỏi, ủa em nhà dơ vậy sao em quét giùm anh cái được không? Thì vợ kêu cũng ra lấy chổi quét, nhưng mà vợ cầm chổi vậy đó. Thì em kêu là ủa em quét vậy hả? Em có nhìn thấy nó cũng còn dơ nhiều không? Kêu thú thực với anh là em chưa bao giờ quét nhà đó. Thôi nhỏ em, nhà là em có út rồi, và em rất là lười, thương lắm, không có làm gì hết á. Tính rất là con nít, nhõng nhẽo lắm anh. Chẳng hạn như là em đi làm về thì em mới kêu em tắm chưa? Em đợi anh về nè. Rồi xong em lại là đặt đi nấu nước, anh nấu nước rồi em ra em tắm đi chứ. Rồi tới buổi sáng ngủ dậy đánh răng, em đem tận kem đánh răng, rồi đem bàn chải, đem khăn, đem đồ vô bưng, em lấy giùm anh, em đánh giùm anh đi. Rồi có hôm em phải năn nỉ quá trời, có hôm em bảo dậy đi anh cho tiền nữa. Dạ lấy dậy dậy lên dậy đi cho tiền là. rồi em đi làm về thì công việc xây dựng của em thì nó cũng rất là bộn bề, rất là mệt mỏi. Thì vợ chưa gì chưa đặt lưng xuống giường, vợ kêu chơi game em đi. Em cũng không hiểu tại sao, rất là mê game luôn. Em mê game mà tại ổng á. Hồi xưa là ổng, lúc mà em mở tiệm net á, ổng mê game lắm. Ảnh kêu em tập chơi đi, em tập chơi với anh thử đi, chơi chung với nhà chồng cho vui. Đó, thế là em cũng thử, lúc đầu em không chịu đâu, giờ sao em bực quá ổng nói hoài không nghe. Em cũng thử, xong rồi em chơi luôn. Ok luôn, bây giờ tới em nè. Đó. Chồng em á hay có cái tính là sợ ma lắm, khóc nhè. Sợ ma khúc nhè. Mới đây nè, cũng có một đợt á là anh đi thôi nôi, mà anh đi từ hồi 5 giờ, anh đi tới 9 giờ mà không thấy về. Cái em giận, cái em đi ra nhà hàng chỗ em làm, em tới nhà hàng em ngồi em chơi. Cái hỏi anh về không có em, cái anh gọi hỏi em đang ở đâu. Anh ra rước em. Nói bây giờ là em đang ở trên núi. Là đợt đó là trước đó là có một cái vụ treo cổ ở núi Vi Ba Vũng Tàu đăng báo á chị. Đó là em mới bảo là em đang ngồi ở núi Vi Ba cái chỗ treo cổ hôm bữa nè, lên đây rước em đi. Em đâu có nghĩ cái là cái ác thiệt luôn đó. Em đâu có nghĩ là anh linh thiệt, em nghĩ em biết anh sợ ma. Em không nghĩ là anh linh thiệt. Khoan hồi em mới chạy thôi, để em chạy ra đó thử. Trời ơi, em chạy lên giữa chừng, em thấy anh chạy xe xuống nhắm mắt cho mụ anh khóc, trời ơi. Em ơi, anh sợ ma lắm, trời ơi, em sao em ác quá vậy, sao em lại chơi anh. Mà em sợ thiệt, em sợ lắm á Linh. Dạ, thực ra thì em cho anh biết cái cảm giác của em lúc anh chạy. Ông sợ lắm, thừa nhận đi anh ơi. Thực ra thì em thấy là em té xuống cái lưng chừng núi luôn, em chỉ cắm mắt em chạy vậy thôi. Rồi sợ ma. Còn gì nữa? Vụ phật the thì vợ chồng tụi em cũng thực sự là cũng là một cái phải bàn tán tới. Em cũng hỏi vợ chứ bây giờ là đã là vợ chồng với nhau mà cũng đã 4-5 năm nay rồi thì cái chuyện đó thì em phải biết rõ ràng này nọ. Từ việc chơi game xong chơi tới 11-12 giờ xong hai vợ chồng đi ngủ, em nhiều hôm em cũng muốn lắm chứ bộ. Chuyện tâm lý phòng the nhưng mà cuối cùng toàn gạt ra không. Làm mất cảm xúc game rồi xong rồi ngủ mất luôn cảm xúc luôn. Dạ. Là, ngủ luôn, không có... là 2-3 năm nay là tụi ông em khều móc cái gì cũng em ngủ mê lắm, ông khều là em quýnh ông luôn. Giờ cái mong muốn của em với vợ là cái gì em? Tới với chương trình thì cũng mong muốn nói với vợ là bây giờ em cũng nên bớt đi cái tính con nít mà lười biếng đi, rồi chơi game gì đó thì em cũng nên sắp xếp thời gian hợp lý để cho vợ chồng mình có thêm đứa nữa. Đứa nữa. Rồi giờ đó thì em cũng mong muốn là vợ em sẽ tự lo được cho bản thân. Mỗi khi mà em đi công tác xa chẳng hạn như vậy thì hy vọng là em sẽ giúp anh trong những cái điều đó. Rồi nhân đây thì em mong muốn anh thay đổi điều gì nữa? Em muốn là sau này là anh nói chuyện phải biết kiềm chế.
vẫn nóng tính. Tại vì ảnh khi mà ảnh hay nóng tính lắm, mà em cũng nóng nữa, em nóng hơn ổng nữa. Có lần là hai vợ chồng là cưới nhau lúc sau sinh á, thì ảnh mê nhậu lắm, là anh đi nhậu tới khuya. Em mới nói ảnh là anh nhậu quá gì vậy đó, sao anh không nghĩ tới mẹ con á. Bắt đầu anh nóng, bắt đầu anh cọc lên, mà tính em cũng nóng nữa, là thế là em bực quá là em xếp đồ ở mình dục ra ngoài cửa, em đuổi không đi. Khi mà tụi em yêu nhau á, lúc mà ấy chưa có con thì cái vấn đề mà phòng the là vợ em có làm biếng vậy không? Dạ cũng là như vậy luôn đó. Thật em ra nhậu, cứ đụng vô là em khó chịu trong người à. Vợ em thì là con nít quá, không biết gì à. Cái ca của vợ chồng em thì thấy khó à. Tụi em cũng tìm cách để giải quyết, nhưng mà cũng chưa có một vấn đề gì đó. Nó được tiến triển hơn. Cái này là tụi em phải cùng nhau tham khảo, cùng nhau tìm hiểu á. Phải hỏi đáp với nhau. Không có đó, chị nói nghiêm túc với nhau. Em nhột, làm nhột chỗ nào, em không thích nhột chỗ đó, thì chồng phải biết. Tức là phải dành thời gian để mà tìm hiểu những cái chuyện đó với nhau. Dạ, thì tụi em sẽ nghe tìm lời. Tìm hiểu và phối hợp nhau trang lý. Ừ. Dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào em.